Vâng, xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải Bảo Thắng. Hôm nay thì Hải Bảo Thắng đang có mặt tại chùa Liên Hoa các bạn. Cảnh ở đây rất là đẹp và ở đây đang diễn ra lễ hội rước trụ trì về chùa mới. Và cảnh ở đây như thế nào thì bây giờ thì mình sẽ đi quay và ghi hình lại chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ra ra cho quay phim, họ quay. Ok các bạn nhé, buổi lễ bây giờ là diễn ra rất là đông, mọi người thì đang tập trung trong buổi lễ và bây giờ thì mình đi quay chia sẻ tiếp cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Thank you.
Rồi ok các bạn nhá, thì lễ hội vẫn đang diễn ra, có nghĩa là từ giờ đến buổi chiều cơ. Đấy, mình có quay lại chia sẻ cho các bạn, rất là mong các bạn ủng hộ mình nhá.